Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán. Các bạn, hôm nay mình nói về tìm x toán lớp 8, được chưa? Thì bài A, bài A thì là bài liên quan về đơn thức nhân cho đa thức và đa thức nhân cho đa thức, ok chưa? Rồi thì bắt đầu mình giải quyết các bạn. Thì đây, ở đây có dấu bằng nè, cái dấu đầu tiên đó chính là cái dấu tương đương, nhớ giúp mình. Rồi 2x viết lại, và các bạn, đây là đa thức nè, nhân cho đa thức nè. Trước có dấu trừ, các bạn để ghi lại cái dấu trừ giúp mình và để ngoặc, được chưa? Để ngoặc cho nó an toàn thôi. Rồi x nhân x ra x bình. Hai cái này gọi là nhân hai lũy thừa cùng cơ số, đã lấy số mũ cộng lại, được chưa? Một cộng một bằng hai. Tương tự x nhân cho trừ hai cộng với trừ ra trừ hai nhân x ra hai x, cộng với cộng ra cộng, 1 nhân x ra x, cộng với trừ ra trừ, 1 nhân 2 ra 2. Ok chưa? Rồi, cộng x bình viết lại bằng 4. Rồi, tương đương. Tới đây thì các bạn có thể rút gọn và bỏ cái dấu ngoặc, được chưa? Trước ngoặc có dấu trừ nè, trong đổi dấu nè, cộng chuyển thành trừ nè, trừ đổi thành cộng nè, cộng đổi thành trừ nè, trừ đổi thành cộng nè. Được chưa? Cộng x bình lại. Và tới đây các bạn rút gọn giúp mình. Rút gọn nha. Đây, trừ x bình với x bình mất, hai số đối cộng lại bằng 0. Được chưa? Rồi, 2x cộng thêm 2x là 4x, 4x trừ đi 1x còn lại 3x cộng 2. Cộng 2 viết lại. Ok chưa? Khi cái nào mà các bạn làm xong rồi thì các bạn gạt bỏ bớt đi, để mình biết là mình đã thực hiện cái phép tính đó rồi. Được chưa? Bằng 4. Rồi, thì tới đây quá đơn giản không ạ? Rồi, các bạn sẽ giải tương tự. Vậy là 3x nè, chuyển cái 2 ngày qua, cộng chuyển qua hình trừ, 4 trừ 2 bằng 2. Vậy tương đương 3x bằng 2. Nhân là chuyển qua hình chia nè, vậy là x sẽ bằng là 2 phần 3. Ok chưa? Và các bạn kết luận vậy, x vậy s bằng 2 phần 3. Ok. Rồi, tiếp bài B. Bài B là cái bài liên quan tới phân thức là một cái phân là một cái phân số nè, ở trên là một đa thức, được chưa? Hoặc là ở dưới là một đa thức. Đó. Đa thức. Nói chung là ở trên có x, hoặc là ở dưới cũng có x, hoặc là hai thằng cùng ở trên cùng có x, được chưa? Rồi, thì bước 1 các bạn phải quy đồng mẫu số chung. Thì các bạn, cách thứ nhất là các bạn lấy 4 nhân 5 nhân 20 ra mẫu số chung. Nhưng cách thứ hai là các bạn tìm bội chung nhỏ nhất. Ở đây thì mình thấy rằng 4 nhân 5 ra 20, vậy mẫu số chung là 20. Ok chưa? Đó. Cách đơn giản nhất là các bạn lấy 4 nhân 5 nhân 20, đó là mẫu số chung. Còn bạn nào biết thì các bạn sẽ thấy vào đây 20 chính là bội chung nhỏ nhất của 4, 5 và 20. Rồi, tương đương. Thì đây, các bạn mẫu số chung các bạn gạch nguyên một đường dài mình bằng gạch nguyên đường dài. Rồi, 4, mẫu số chung là 20 nè. 4 thì thiếu mấy à? Không biết thì lấy 20 chia 4 thiếu 5, vậy lấy 5 nhân cho x cộng 4. Tương tự cộng nè. 5 thiếu mấy à? Lấy 20 chia 5 được 4, vậy là nhân cho 3x trừ 7. Ok chưa? Và ở đây là mẫu là 20 rồi. Vậy là 20 chia 20 là 1. Vậy là lấy cái thằng này nhân 1, vậy các bạn khỏi cần nhân. Tại sao ạ? Nhân với 1 thì ra chính nó. Ok chưa? Khi hai vế gạch cùng mẫu rồi và khác không rồi thì các bạn bỏ mẫu đi. Bỏ mẫu đi và các bạn phân phối tử vào nè. 5 nhân x ra 5x nè. 5 nhân cho 4 là 20. 4 nhân cho 3x ra là 12x cộng với trừ ra trừ 4 nhân 7 ra 20, 28. Và vế bên phải các bạn viết lại. Được chưa? Rồi, tiếp theo thì các bạn chuyển cái hàng x qua vế bên trái và hàng số qua vế bên phải. Rồi, 5x viết lại nè. Xong rồi các bạn gạch đi để mình biết là mình làm rồi. Cộng 12x nè. Rồi nè. Rồi, chuyển hàng này qua. Cộng chuyển qua hàng trừ 7x nè. Rồi nè. Rồi, bạn viết lại vế bên phải là 2 nè. Chuyển ngày qua là trừ 20 nè, cộng cho 20, 28. Vậy tương đương 5x cộng cho 12x ra là
17x trừ 7x còn 10x bằng. Rồi, đây 2 cộng cho 28 là 30, 30 trừ 20 còn 10. Được chưa? Nhân chuyển qua hàng chia x bằng 10 chia 10 vậy x bằng bằng 1. Ok chưa? Rồi, và các bạn kết luận nghiệm giúp mình. Vậy x của mình bằng bằng 1. Rồi, tiếp theo bài C. Bài C là cái bài dạng liên quan về phân tích đa thức thành nhân tử. Thì các bạn nhìn thấy ở đây có ngoặc rồi, các bạn không cần giải nữa, các bạn viết lại thôi. 2x nhân cho 2x trừ 1. Rồi, hai đằng này thì các bạn thấy có chung gì ạ? Bước đầu tiên các bạn phải xem coi cái số chung gì ạ? Mình thấy chung số 3 nè, một nè. Chung cái gì nè? X nè. Thấy chưa? Và mình mang cái dấu trừ ra. Nhớ mang cái dấu trừ ra trong đổi dấu giúp mình. Trừ nè, thành cộng nè. 3x mang ra rồi, x mang rồi, mang hết còn lại số 1. Ok chưa? Tiếp tục. Mang dấu trừ ra thì trong đổi dấu nè, cộng thành trừ nè. 6 mà mang 3 lấy 6 chia 3 được 2 nè. X bình chia cho x, mang 1x ra còn lại x nè. Bằng 0. Được chưa? Rồi, thì các bạn quan sát kỹ giúp mình nha. Rồi, thằng này hai thằng này như thế nào? Đối nhau. Bây giờ muốn giống thằng này hay giống thằng này ạ? Bây giờ mình cho giống này nha. Cái bước đầu tiên mình viết lại là AX 2X trừ 1. Rồi, muốn giống thằng này thì các bạn phải đổi vị trí đúng không ạ? Đây, đổi vị trí thì thêm dấu, dấu trừ. Mà ở đây có dấu trừ thì thêm dấu trừ ở thằng dấu, dấu cộng. Đổi vị trí giúp mình. Được chưa? Rồi, tới đây các bạn thấy giống chưa ạ? Giống rồi thì các bạn hãy đặt 2X trừ 1 ra làm nhân tử chung. Còn lại là 2X cộng cho 3X bằng bằng 0. Đặt nhân tử chung, đặt nhân tử chung. Rồi, thì ở đây ra dạng gì ạ? Dạng tích rồi các bạn. Thì A nhân B bằng 0 thì A bằng bằng 0 và hoặc B bằng 0. Ok chưa? Hoặc hay. Rồi, tới đây thì các bạn tự giải quyết rồi đó các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình giảng. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, bạn nào có thắc mắc cái gì hay là bạn nào muốn giải thêm những cái bài tập khác thì bạn có thể comment, mình sẽ gửi đường link nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.